Hai trận lốc xoáy vừa bất ngờ xảy ra tại tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, gây náo loạn cho học sinh và thậm chí đã khiến một em nhỏ bị nhấc bổng lên không trung. Rất may mắn là em này chỉ bị thương nhẹ khi rơi xuống đất. Lốc xoáy ước tính cao tới trên 30 mét đã bất ngờ xuất hiện giữa đám đông học sinh. Nhà chức trách đã nhanh chóng sơ tán học sinh sau vụ việc. Tỉnh Cam Túc tại miền Tây Bắc Trung Quốc là nơi thường xuyên phải hứng chịu những trận lốc xoáy bất ngờ mang theo nhiều bụi cát, được người dân địa phương gọi với cái tên là bụi quỷ dữ.